Xin chào tất cả anh chị và các bạn đang theo dõi chương trình của Shoptool. Hôm nay ngày 10 tháng 1 năm 2018 thì vừa rồi mình có đi ra bãi thì lượm được một vài món. Mong anh chị sẽ thích cái món này. Đây là cái thước kê gốc bãi nha. Cái này thì anh chị kiếm rất nhiều lần rồi. Hàng nhìn rất là chất, như là thép không dỉ luôn á. Và cái độ ke của nó mình đã đo rồi, rất là chuẩn. Cái này dùng để ke cái lưỡi cưa của các máy cưa là tuyệt vời. Đây là cây này, nó cao, chiều dài của nó là 10 cm. Rồi cái này 10 cm, này là 6 cm. Rồi một cây. Cây tiếp theo cũng là nó luôn, mình lập nguyên bộ về luôn. Cái này là bản này là 125. Rồi 125. Còn cái này là 8 cm, 2 cây. Còn hợp luôn mới ghê chứ. Hàng này chắc bên đó nó dùng kỹ lắm luôn. Giờ đây tên tên. Wow, còn cái bịch nữa. Mở bịch đi luôn. Còn cây này là 160, là 16 cm. Cạnh này là 10 cm. Anh chị có nhu cầu mua cái ke này về để mình cân cái lưỡi cưa của các máy cưa thì rất là tuyệt vời. Bây cái độ keo nó rất là chuẩn rồi. Cây nhỏ này thì sắp mình đang bán là qua bao nhiêu ta? 280.000. Để lại cho anh chị với giá mua luôn 280.000 cây 10 cm. Cây này hôm qua mua là 380.000. Còn cây này hôm qua nó chơi tới 500 ngàn một cây rồi, rất là kinh khủng. Thì anh chị có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại số 0129 3978 258 hoặc đến địa chỉ 129-1-6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8, Phú Nhuận để tham khảo cái ke này và mua về. Thì mỗi loại chỉ có một cây thôi, hôm qua mình gom nguyên bộ luôn, đó, hình như là 1 triệu mấy á. Thì anh chị có nhu cầu thì mình sẽ nhượng lại và cái giá mua thôi. Cảm ơn và xin chào.